Chào mừng các bạn quay trở lại website của HDI. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cách đăng ký tài khoản trên Redbubble. Bạn nào chưa biết thì mình giới thiệu qua về trang Redbubble là một trong những trang web cho phép mình bán sản phẩm POD với cái mảng free traffic, và rất nhiều seller họ thích bán ở trên đây, kể cả mình nữa. Tại sao lại chọn cái Redbubble thay vì những platform khác? Ở đây mình không phải chọn một, mà mình sẽ chọn là một trong những cái platform mà mình ưu tiên hàng đầu để mình đánh mạng free traffic, bởi vì cái lượng free traffic ở đây rất là tốt. Nếu mà xếp về thứ hạng thì mình đánh giá nó sau một Amazon á. Để mà yếu tố đăng ký thành công trên Redbubble thì mình cần phải có một IP sạch, chỉ một yếu tố này thôi là các bạn có thể đăng ký được rồi. Còn cái phần mà mua IP này ở đâu ấy thì mình đã có nguồn, nhưng mà hiện tại mình đang gặp trục trặc một xíu, nên tương lai mình sẽ kiểm tra lại, và khi mà ổn ấy, đảm bảo ấy, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái nguồn để mà các bạn biết mua. Còn bây giờ tạm thời các bạn có thể đăng ký dựa vào những cái IP ở Việt Nam. Tuy nhiên khi mà đăng ký ở Việt Nam ấy, thì các bạn phải nuôi, hoặc là bất kể những IP trên VPS hoặc là những IP ở bên Mỹ nhưng mà nguồn không sạch ấy, thì các bạn cũng vẫn phải nuôi. Còn tỷ lệ cái chết tài khoản ấy, cũng có, nhưng mà cái tỷ lệ chết tài khoản của mình sẽ đi giảm đi rất là nhiều. Nên mình sẽ vào cái bài mà cách đăng ký lên đây đi. Cách đăng ký tài khoản đây, mình sẽ hướng dẫn sơ qua. Đây là trang Redbubble này. Bây giờ mình sẽ chuyển hướng qua là mạng hơi chậm. Đây, một tài khoản mới chết của mình này. Mình demo cho các bạn vào init nè, sign up nè, chậm quá. Ở đây mình gõ một cái email mình vào, ví dụ đây là email người ta gửi thế. Thì ở đây á, các bạn lên một mẫu đầu tiên. Cho mình giới thiệu qua phần setting đi. Khi nào mà các bạn đã nuôi được khoảng 2-3 tuần sau á, thì các bạn có thể set giá ở đây, set lên 60% margin. Cái phần margin đấy á, thì bạn sẽ hưởng bao nhiêu lợi nhuận. Ở đây mình sẽ hưởng 60% lợi nhuận, thì sẽ tăng được bằng này tiền này. Nếu mà bán được Classic T-shirt thì 8 đồng, hoặc là những cái sản phẩm graphic t-shirt thì 14 đồng, đặc biệt là hoodie bán thích á, 15 đến 20 đồng hoặc lợi nhuận á. Còn cái phần bên edit payment detail đây thì các bạn có thể điền cái tên của mình vô, hoặc là điền tên của ai đó vô, cũng không cần nhất thiết phải trùng email đâu. Những cái bước này á là những cái bước mà sau 2 đến 3 tuần các bạn mới thực hiện cái bước này, còn mới đăng ký xong á thì mình chỉ giới thiệu sơ qua phần này thôi. Đây, địa chỉ zip code ở này kia vào. Ở đây nó có hai phương thức, bạn có thể điền là một trong hai. Option 1 chọn PayPal, link qua tài khoản PayPal. Option 2 chọn tài khoản Payoneer. PayPal và tài khoản Payoneer thì mình có hướng dẫn cách tạo rồi. Bây giờ tài khoản mới thì mình sẽ không điền gì hết đấy. Mình sẽ up cái mẫu của mình lên trên đây. Ấn vào đây này. Mình sẽ up cái mẫu của mình lên trên đây. Mình sẽ thể tên là demo, tên gì cũng được, điền hashtag đây thì các bạn có thể đọc qua cái bài này về cách tối ưu từ khóa như thế nào, mình đã chia sẻ rồi. Đó, phần này mình enable này đây, mình enable này đây, mình enable hai cái đấy thôi, chẳng là nhiều đâu. Phần này á, thì các bạn nên để là private, xem lại, không làm gì hết. Mỗi ngày các bạn chỉ cần up một mẫu thôi là được rồi. Còn phần IP sạch thì mình test lại cái hệ thống bên kia đã, rồi mình sẽ cung cấp lại cho các bạn sau. Đó.
mỗi ngày up một mẫu thôi, nuôi trong khoảng 2 đến 3 tuần là các bạn đã có một tài khoản rồi, đủ chớt. Và khi mà chớt rồi thì các bạn có thể điền tiếp theo cho cái những cái mẫu là mình sẽ sửa lại. Đây, mình sẽ sửa trong phần này này, manager portfolio này, thì các bạn sẽ sửa lại, edit lại, xong mình public ra. Đó, mình sẽ sửa lại những cái hashtag trong cái này, ví dụ thế. Nhưng mà khi mà các bạn đã xài ở trên mạng Ripple thì phải xác định rằng những cái mẫu của mình nên hạn chế tối đa những cái về bản quyền này, từ khóa liên quan đến bản quyền này, những cái mẫu đấy đã có trên thị trường này, và đặc biệt cái tên cái sản phẩm của mình ấy không nên đặt từ t-shirt đằng sau. Ví dụ như là cái tên của mình hồi nãy là cái từ đây, mình sẽ ra cái account setting này đi, mình sẽ nói sơ qua về cái tên của mình. Ví dụ cái tên của mình đặt đây này là cái tên bình thường thôi, còn nếu mà thêm từ t-shirt vào ấy có nghĩa là nó cũng đã vi phạm vào cái từ khóa của mình rồi, thì mình đặt tên bình thường không có từ t-shirt đằng sau, và cái tên đấy không phải là tên bản quyền. Đó, mẫu của mình cũng phải là cái mẫu của mình thiết kế để giảm tất cả những cái tỷ lệ mà cái tài khoản mình bị chết đi, thì lúc đấy mình mới làm việc tiếp trên đây được. Đó, ok, cái bài này đến đây là kết thúc. Bạn nào mà thấy hay và có ích thì cho mình một like và một share, tiếp tục theo dõi những case study tiếp theo của mình cũng như ủng hộ kênh của Vũ Hai Đai. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ.